xin được đến để xin phép quý vị bên nhà gái cho bên nhà trai chúng tôi được nhận cô dâu rất là tươi đẹp về đại gia đình chúng ta.
trai và họ nhà gái. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể quý vị đã dành thời gian quý báu đến dự lễ thành hôn và chúc phúc cho hai con của chúng tôi. Ngày hôm nay, gia đình chúng tôi có tổ chức bữa cơm thân mật. Xin trân trọng kính mời quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể quý vị xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe.